Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo Để không bỏ lỡ những bản tin hay hấp dẫn trên kênh của chúng tôi Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi Sự thật đại gia chơi ngông dùng được thăng rải hơn trăm tỷ Người dân tranh nhau nhặt Truyền thông địa phương đưa tin vào hôm 27 tháng 10 vừa qua, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo đã gây náo loạn cộng đồng mạng Trung Quốc. Đoạn clip có tiêu đề là Đại gia Trùng Khánh phát hiện mắc bệnh nan y đem máy bay trực thăng rải 30 triệu nhân dân tệ, hơn 103 tỷ đồng từ trên bầu trời, người dân đổ xô nhặt. Trong mấy chốc, đoạn clip đã lên top 1 hot search trên Weibo, được rất nhiều người tìm kiếm và bình luận. Trong đoạn clip, rất nhiều người dân đang tranh nhau nhặt tiền rơi xuống đường. Những tờ tiền từ trên trời rơi xuống nhưng không rõ chủ nhân là ai, bay vườn vãi khắp nơi. Trên đường đi, vỉa hè thậm chí đập cả vào cửa kính ô tô. Thấy vậy, rất nhiều người dân, cả già lẫn trẻ đều dừng lại, tranh nhau nhặt tiền. Thậm chí, một số tài xế ô tô còn dừng xe để xuống nhặt tiền, gây nên cảnh tượng ùn tắc một đoạn dài. Một lúc sau, khi không thấy tiền rơi xuống nữa, người dân mới chịu tàn đi, giải tán đám đông và tắc đường. Có một người thậm chí còn khoe đã nhặt được hơn 900.000 nhân dân tệ, hơn 3,1 tỷ đồng, khiến ai nấy xung quanh đều sốc và ghen tị. Theo thông tin từ đoạn clip, số tiền khổng lồ trên đến từ một vị đại gia sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Sau khi phát hiện mình mắc bệnh nan y, không có cách nào cứu chữa được nữa, ông vô cùng đau buồn và quất ức nghĩ đến việc chẳng thể đem theo tiền về thế giới bên kia, vị đại gia quyết định lấy trực thăng rải tiền cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó có rất nhiều cư dân mạng chỉ ra điểm vô lý trong đoạn clip trên, cho rằng chắc chắn có điều uẩn khúc gì ở đây. Số tiền người dân nhặt được trông có vẻ nhiều nhưng chắc chắn không thể lên đến vài chục triệu nhân dân tệ, hơn nữa không hề có cảnh quay trực thăng rải tiền. Nếu thật sự có một vị đại gia chịu chi chơi ngông đến thế thì chắc hẳn đã vô cùng nổi tiếng và chính quyền cũng phải can thiệp. Sau đó, một số cư dân mạng cũng nhận ra rằng dường như đã thấy đoạn clip này từ vài ngày trước đó nhưng không liên quan gì đến việc một vị đại gia rải tiền từ trực thăng. Ngay sau khi đoạn clip trên gây bão mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra, quả thực không hề có đại gia nào đem trực thăng rải tiền như tin đồn lan truyền trên mạng. Thực chất, đây là một sự cố của người đàn ông họ Bay, 29 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh. Anh Bay được cho là đã sử dụng một loại ma túy mới có tên methamphetamine vào ngày 17 tháng 10 vừa qua tác dụng của ma túy đã khiến anh ta hưng phấn quá độ, gây ra ảo giác, không kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân. Sau đó, anh bài đã đem hết số tiền tiết kiệm trong nhà, vốn dùng để sửa chữa nhà cửa, tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ, hơn 692 triệu đồng, vứt ra ban công khu chung cư. Thấy vậy, những người ở dưới điên cuồng tranh nhau nhặt. Một số người đã dùng điện thoại ghi lại clip, sau đó đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội và được một số người chia sẻ lại, giật tít sai sự thật để câu view, câu like. Ngay sau đó, anh bài đã bị cảnh sát trùng Khánh bắt giữ vì tội sử dụng ma túy, người đàn ông này hiện đang vô cùng đau khổ và hối hận vì tiền mất tật mang. Phát hiện đột phá của NASA, thứ loài người mong chờ nhất là đây, cơ hội ngàn vàng mở ra đã xác nhận có nước trên mặt trăng là tiêu đề ngắn gọn, xúc tích và quá đỗi vui mừng đối với giới thiên văn học khi tạp chí khoa học nổi tiếng Australia Campos Maganize trích dẫn nghiên cứu của Nathan Astronomy về mặt trăng. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA ngày 26 tháng 10 cũng không nằm ngoài mối quan tâm lớn này. Bởi đây chính là công trình của một nhóm các nhà khoa học NASA. Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc NASA đã trình bày bằng chứng rõ ràng đầu tiên về phân tử nước trên mặt trăng và nó có thể phong phú hơn những gì người ta nghĩ trước đây. Trong nhiều thập kỷ sau các sứ mệnh của Apollo của NASA, mặt trăng được cho là một thế giới khô cằn và khắc nghiệt. Nhưng trong 15 năm qua, các quan sát đã khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng các vùng cực của nó có thể chứa bằng nước. Đến nay, điều nghi ngờ đã trở thành sự thật và được NASA chứng minh được điều này sau đây là thông tin chính thức của NASA về phát hiện đột phá này trên mặt trăng. Đài quan sát thiên văn hồng ngoại của NASA đã xác nhận lần đầu tiên có nước trên bề mặt ngập nắng của mặt trăng. Cảm phá này chỉ ra rằng nước có thể phân bố trên bề mặt mặt trăng và không giới hạn ở những nơi lạnh giá không có bóng râm. Sofia đã đưa ra một phương tiện mới để quan sát mặt trăng, bay ở độ cao lên tới 14.000 mét. Chiếc máy bay phản lực Boeing 747 SP được sửa đổi này với kính viễn vọng đường kính 106 inch đạt tới trên 99% hơi nước trong bầu khí quyển của trái đất để có được cái nhìn rõ ràng hơn về vũ trụ hồng ngoại. Sử dụng camera hồng ngoại nhận diện các vật thể mờ ở xa, Sofia có thể thu được bước sóng cụ thể chỉ dành cho các phân tử nước ở 6,1 micron và phát hiện ra một nồng độ tương đối đáng ngạc nhiên trong miệng núi lửa Clavius, đầy nắng, một trong những miệng núi lửa lớn nhất có thể nhìn thấy từ trái đất, nằm ở bán cầu nam của mặt trăng. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Sophia, một kính viễn vọng hồng ngoại trên máy bay 747, giúp quan sát từ trên cao trong bầu khí quyển của trái đất ở độ cao gần 14.000 m để phát hiện trực tiếp dấu hiệu quang phổ duy nhất của H2O ở bước sóng 6 micromet. Dữ liệu từ vị trí này cho thấy nước có nồng độ từ 100 đến 412 phần triệu, gần tương đương với một trái nước 335 ml, bị mắc kẹt trong một khối mét đất dài khắp bề mặt mặt trăng. Để so sánh, sa mạc Sahara có lượng nước gấp 100 lần, lượng nước mà Sofia phát hiện trong đất mặt trăng. Mặc dù lượng nước phát hiện trên mặt trăng rất nhỏ, nhưng khám phá đặt ra câu hỏi mới về cách nước được tạo ra và cách nó tồn tại trên bề mặt mặt trăng khắc nghiệt, không có không khí. Hình ảnh phần từ nước phát hiện trên miệng núi lửa Clavius của mặt trăng, cùng với hình ảnh máy bay 747 nơi có đài quan sát Sofia, phát hiện nước trên mặt trăng Honeybone, người hiện là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA ở Greenpeace, Maryland, cho biết Nếu không có bầu khí quyển dày, nước trên bề mặt mặt trăng ngập nắng sẽ bị biến mất vào không gian. Tuy nhiên, bằng cách nào đó chúng ta đang thấy nó, một cái gì đó đang tạo ra nước. Theo nhận định ban đầu của các nhà khoa học NASA, có nhiều nhân tố có thể tạo ra nước trên mặt trăng mưa nhỏ xuống bề mặt mặt trăng mang theo một lượng nhỏ nước, có thể lắng động nước trên bề mặt mặt trăng khi va chạm. Một khả năng khác là do có thể có một quá trình gồm hai bước, theo đó gió mặt trời cung cấp hydro đến bề mặt mặt trăng và gây ra phản ứng hóa học với các khoáng chất chứa oxy trong đất để tạo ra hydroxit. Trong khi đó, bức xạ từ việc bắn phá các vi vật liệu có thể biến hydroxy có thành nước. Vậy nước được lưu trữ như thế nào? Điều gì khiến nó có thể tích tụ là những câu hỏi hấp dẫn đòi hỏi sự khám phá của các nhà khoa học tiếp theo. Các quan sát trước đây về bề mặt mặt trăng đã phát hiện một số dạng hydro nhưng không thể phân biệt được đâu là nước hay các hợp chất hydroxy khác liên quan trong khoáng chất của nó. Paul Hess, giám đốc bộ phận vật lý thiên văn thuộc Ban Giám đốc Sứ mệnh khoa học tại trụ sở NASA ở Washington cho biết, Chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu của H2O, loại nước quen thuộc mà chúng ta biết, có thể hiện diện ở phía có ánh sáng mặt trời của mặt trăng. Và bây giờ chúng tôi có thể khẳng định có nước ở đó. Khám phá này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về bề mặt mặt trăng và đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về các nguồn lực liên quan đến việc khám phá không gian trâu về sau. Công bố này khẳng định những nghi ngờ bấy lâu nay của các nhà khoa học vũ trụ về nguyên liệu quý giá trên vệ tinh tự nhiên duy nhất và lớn nhất của trái đất, mặt trăng. Khẳng định này mang ý nghĩa to lớn và trực tiếp đối với các sứ mệnh mặt trăng trong tương lai. Nước là một nguồn tài nguyên quý giá trong không gian sâu thẳm và là thành phần quan trọng của sự sống của chúng ta đã biết liệu Sophia, nước được tìm thấy có dễ dàng tiếp cận để sử dụng, làm tài nguyên hay không, vẫn còn phải được xác định. Theo chương trình Ethnic của NASA, cơ quan này rất mong muốn tìm hiểu tất cả những gì có thể về sự hiện diện của nước trên mặt trăng trước khi đưa hai phi hành gia, một nam một nữ, tái đổ bộ bên bề mặt mặt trăng vào năm 2024 và thiết lập sự hiện diện bền vững của con người ở đó vào cuối thập kỷ này. Yeah.